Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 74 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ngay cả Thuần Dương Tuyệt Phẩm Bảo Khí, Cửu Dương Thánh Thủy cũng mang ra đấu giá. Nếu như mua được tới tay, vậy chuyến đi tới Đại Huyền Đế Quốc lần này không phải là rất đáng giá sao? Phương Hàn rất kích động lên tiếng, thực lực của Diêm càng cường đại, tác dụng của Hoàng tuyền Đồ càng lớn nhưng mà thần dương tuyệt phẩm bảo khí tương đương với cửu cung kim tháp của hoa thiên đô còn có nhật nguyệt ngũ tinh trạc của tinh vân bảo bảo nữa giá trị bực này không thể đo lường được một người tu đạo sau khi có được cơ hồ là vạn tà bất xâm phòng thân tu luyện ngăn cản ma đầu đều có diệu dụng vô thượng vậy mà có người lấy ra loại vật này đem bán phương hàn thật sự là không thể tưởng tượng nổi xem ra sau này đạo khí cũng chưa chắc là không có người cầm ra đổi a à. sau khi thu được tin tức này phương hàn vô cùng lo lắng sau khi chào một tiếng hắn đã phi lên trời giống như một viên đạn được bắn ra, thoáng cái đã bay về phía phòng đấu giá của Thiên Đạo Các. Đạo hữu xin đợi một lát. Phiêu Vân, Liên Vân hai cao thủ Linh Lung Phúc Địa vội vàng vung tay lên, 30 vạn viên nguyên anh đan trên mặt đất toàn bộ đều được thu vào trong một cái bách bảo nang cự đại, sau đó cũng bay lên, đuổi theo phía sau Phương Hàn. Có thể xuất ra nhiều nguyên anh đan như vậy đối với các nàng mà nói, Phương Hàn chính là một món bảo bối. Hú chi các nàng nghe nói đống đan dược này đều là do Phương Hàn tự luyện chế. Còn phải nói sao? quả thực tương đương với phòng đan của thái nhất môn à phương hàn hai nữ tử linh lung phúc điện này muốn lôi kéo người đó diêm thấy các nàng đuổi theo phía sau cạc cạc cười to ngươi có ý kiến gì không vậy người có thể trong nháy mắt xuất ra 30 vạn viên nguyên anh đan thì không bị lôi kéo mới là lạ phương hàn nghĩ một lát sau đó nói ta đương nhiên là có suy tính tam đại thần bí cao thủ kim đan không phải muốn ám sát ta sao chưa chắc ta cứ bình yên như vậy mà hợp tác với người của linh lung phúc điện xử lý tam đại cao thủ kim đan đã Liên Vân Tiên Tử thần thông phi thường cao, đáng tiếc chỉ có một người. Nếu có thể có 5 6 kim đan cao thủ, trước đó bố trí mai phục mới có thể xử lý tam đại cao thủ kim đan thần bí kia. Nguyên Lai like, ngươi có chủ ý này. Diêm cùng huyết dạ chi vương bỗng nhiên động dung, chúng nó không ngờ tâm tư Phương Hàn lại chu đáo đến vậy, cư nhiên còn muốn mượn đao giết người. Quả thực tam đại cao thủ thần bí kim đan tới ám sát, Phương Hàn cũng khó có thể phòng bị, chỉ cần vừa ra khỏi Đại Huyền Đế quốc, sẽ có tai họa ngập đầu đổ xuống nhưng mà cho dù có cùng liên thủ với liên vân tiên tử cũng không đối phó được tam đại kim đan chớ nói chi là giết chết bọn chúng muốn giết chết ba cao thủ kim đan cảnh ngay cả trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng phải cẩn thận từng ly từng tí vạn nhất bọn họ chó cùng cắn bừa tam đại kim đan tự bạo đó cũng không phải chuyện đùa phương hàn tính toán tối thiểu là mình cùng phương thanh tuyết cùng với năm vị kim đan cao thủ trước đó dùng đạo khí bố trí mai phục để tam đại cao thủ kim đan rơi vào trong đại trận sau đó lại đồng thời xuất thủ một kích như lôi đỉnh mới có 7, 8 thành giết chết được bọn chúng. Chết để giết chết kim đan mà bản thân không bị thương tổn, cũng chỉ có biện pháp này, nhưng mà tình huống này rất khó xảy ra. Phương Hàn trong lòng dâng lên sắc khí mãnh liệt muốn giết chết Tam đại thần bí cao thủ này, dù sao ai cũng không hy vọng có ba cái đuôi luôn bám sát mình, tùy thời tùy khắc đều uy hiếp tính mạng của mình. Nếu như ta có thể ăn vào một món tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, thực lực tăng lên tới quy nhất cảnh, là có thể dẫn động càng nhiều diệu dụng của Hoàng Tuần đồ hơn, như yên diệt ma trận lại cùng phối hợp với huyết dạ chi vương, vây hãm chết một tên cao thủ kim đan cũng không thành vấn đề. Kim đan cao thủ tự bạo trong hoàng tuyển đồ cũng vô dụng, không thể gây thương tổn tới ta. Năm đó tiên ma đại chiến, hoàng tuyển đại đế dùng hoàng tuyển đồ phủ xuống, hơn 10 kim đan cao thủ tự bạo trong đó, ta cũng chả việc gì. Diêm dữ tượng nói, lợi hại như vậy sao, ta không tin, hơn 10 kim đan cao thủ tự bạo, trường sinh bí cảnh cũng bị trôn vùi. Ngươi không cần phải thổi ra châu như vậy. Huyết dạ chi vương cười nhạt nói, huyết dạ chi vương, ta sớm muộn sẽ cho ngươi biết sự lợi hại. Diêm giận tím mặt nói, tốt lắm, tốt lắm, chúng ta đến thiên đạo các rồi. Phương Hàn hóa thành lục quang hạ xuống, hiện lên tại cửa ra vào của thiên đạo các, vừa ổn định thân thể, lục mi đã chạy tới chào. Tiên bối, không biết chuyện tình nguyên anh đan như thế nào rồi. Vấn đề này không vội, có thể chậm rãi trao đổi. Lần này ta tới là vì nghe hôm nay các ngươi có tung ra thuần dương tuyệt phẩm bảo khí, còn có cửu dương thánh thủy, chuyện này có thật không? Phương Hàn không muốn nhiều lời, trước tiên hỏi thứ mà mình cần nguyên lai like, tiền bối có nhu cầu cấp bách với mấy thứ này mời tới phòng khách quý nhưng mà đại hội bán bảo hôm nay chính ra rất long trọng cao nhân tới rất nhiều muốn kiếm được thứ phù hợp cũng không hề dễ dàng nếu như tiền bối không có mang đủ đan dược thiên đạo các ta ngược lại có thể cho tiền bối mượn tiền lục mi dẫn phương hàn tới phòng khách quý một bên nói mượn tiền có thể mượn được bao nhiêu lời lãi thế nào phương hàn nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười trong thế tục có cho vay nặng lãi gán nợ khoản nợ Diêm Vương. Không thể tưởng được giới tu đạo cũng có chuyện như vậy, nhưng mà đối với điều này ngược lại Phương Hàn là có lợi lớn. Hiện tại trên người hắn mặc dù có 6.000 vạn viên đan dược, thế nhưng hôm nay nếu muốn mua cực phẩm bảo khí thần dương sợ cũng không đủ, nếu như có thể mượn một ít, cũng là lựa chọn không tệ. Dù sao mỗi ngày hắn cũng có thể xuất ra 3 vạn hơn 6.000 viên nguyên anh đan, không sợ không có vốn mượn tiền. Trong thấy Phương Hàn tự hồ cảm thấy hứng thú đối với việc mượn tiền, trên mặt lục mi hiện ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, nếu như chúng ta có thể xác nhận thân phận của tiền bối, về chi tiết, môn phái nào, ở nơi nào thanh tu mà nói, có thể cho tiền bối mượn một ngàn vạn viên đan dược, lãi mỗi tháng là ba phần. Hôm nay mượn một ngàn vạn viên đan dược, sau ba tháng sẽ phải trả hơn một ngàn ba trăm vạn viên đan dược. Hơn nữa càng ngày tiền lãi càng tăng lên. Chỉ được một ngàn vạn thôi sao? Biết thế đã. Vấn đề này sẽ bàn sau. Phương Hàn sau khi nghe xong, khoát khoát tay. Bây giờ hắn đã có sáu ngàn vạn viên đan dược. Đối với chuyện mượn một ngàn vạn viên không hề để ở trong lòng. Nhưng lại muốn nói cho đối phương biết chuyện này sao có khả năng xảy ra. Đương nhiên hắn cũng minh bạch một ngàn vạn viên đan dược là một số lượng cực lớn. Đối phương đương nhiên phải biết chi tiết về người mượn tiền rồi. Chẳng lẽ tiền bối muốn mượn nhiều hơn? Điều này cũng không thể không thương lượng được. Lục Minh nhớ mày, nàng vốn cho rằng phương Hàn chẳng có nhiều tài phú. Hiện tại xem ra người này há miệng cũng tương đối lớn. Nàng nói tiếp, nhưng mà chuyện này ta không thể làm chủ được. Vậy kêu người có thể làm chủ ra đây đi. Ta muốn mượn ít nhất là một ước viên. Phương Hàn búng ngón tay ra, dùng một loại thanh âm ồm ồm nói. Ngoài một ức, Lục Mi ngược lại hít một hơi lương khí, vội vàng đứng thẳng người, muốn đi ra ngoài. Thế nhưng sau đó bị Phương Hàn gọi lại, ném cho nàng một cái bình, trong đó có 100 viên nguyên anh đan, nói là ban thưởng cho nàng. Đúng rồi, thiên đạo các các ngươi có nghiệp vụ thuê sát thủ giết người hay không? Không có nghề sát thủ ạ. À? Thiên đạo các chúng ta là thương hội danh môn chính phái, nhưng mà nếu tiền bối gặp chuyện gì phiền toái có thể thuê trưởng lão thiên đạo các của chúng ta bảo vệ lục mi vội vàng xoay người tiếp nhận cái lọ trong lòng rất mừng rỡ có thần thông thất trọng kim đan cao thủ để thuê không phương hàn hỏi đương nhiên là có không riêng gì cường giả thất trọng kim đan thiên đạo các chúng ta có cường giả thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp nữa còn có cả thần thông cử trọng thiên địa pháp tướng cao thủ chẳng qua nếu như một lần mời bọn họ xuất thủ chỉ sợ cũng phải mấy ngàn vạn viên đan dược lục mi trong lòng mừng thầm nhận được đại sinh ý như Phương Hàn này. Nàng cũng được thưởng không ít. Đi đi, tìm người có thể làm chủ tới đây. Phương Hàn một lần nữa vất phất, phất tay. Lục mi vội vàng đi ra ngoài. Tu sĩ thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp, còn có cường giả cửu trọng thiên địa pháp tướng. Hảo ra hỏa. Phương Hàn, ba thần bí sát thủ kim đan kia là do Linh công tử thuê đến giết ngươi. Bây giờ chúng ta có được thế giới chi thụ, có đại lượng tài phú, cũng không phải là không thể thuê được cao thủ, trái lại có thể giết bọn chúng. Diêm sau khi nghe xong, hưng phấn nói. Nhưng hiện tại thời gian gấp rút, nếu như có thể cho ta một năm thời gian, để cho ta tích góp đại lượng đan dược, cho dù là 10 người vây giết hoa thiên đô cũng có thể. Thế nhưng vấn đề này cũng phải suy nghĩ chu toàn, thiên đạo các tuy có hảo danh dự, thế nhưng cũng không thể nói hết nội tình cho bọn họ, ai cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được. Phương Hàn xoa xoa mi tâm của bản thân, đạo hữu cần mượn tiền sao. Đúng lúc này chiếc rèm trên cửa phòng khẽ động, hai nữ tử đi vào, đúng là phiêu vân, liên vân hai đại cao thủ của linh lùng phục điện. Phiêu Vân chính là cường giả thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, mà Liên Vân lại chính là thất trọng kim đan tiểu cử đầu. Chẳng lẽ Linh Lung Phúc Địa chịu cho ta mượn tiền à? Phương Hàn nhún nhún vai. Không sai, bằng vào chuyện trong vòng 10 ngày đạo hữu xuất ra 30 vạn viên nguyên anh đan, Linh Lung Phúc Địa ta tự nhiên nguyện ý cho đạo hữu mượn tiền. Thiên đạo các cho vay tiền, lãi quả thực là rất cao, cho nên chúng ta nguyện ý cung cấp cho đạo hữu, cũng không cần tính lãi. Đạo hữu muốn vay một triệu viên đan dược cũng được, chỉ cần trong thời gian một năm dùng nguyên anh đan trả lại là được trong tay Liên Vân Tiên Tử lập tức xuất hiện một vài khối ngọc bội. Chẳng lẽ đạo hữu Linh Lung Phúc Địa chưa nghe qua lai lịch của ta? Cứ như vậy tùy tiện cho mượn tiền sao? Phương Hàn ngạc nhiên nói. Không sao, đạo hữu không phải nói muốn thuê người bảo vệ sao? Linh Lung Phúc Địa chúng ta có thể cung cấp người bảo vệ. Liên Vân Tiên Tử nói. Chuyện thuê cao thủ, tạm thời không nói tới. Thật sự trước tiên là ta muốn mượn tiền. Về phần mượn bao nhiêu tiền? Vậy đợi tình huống mua bán tuyệt phẩm bảo khí thuần dương, còn có cửu dương thánh thủy, cửu thiên tức những tình đã. Trong lòng Phương Hàn một mặt suy tính, một mặt bình thản nói. Đúng lúc này đại hội bán bảo phía dưới đột nhiên truyền tới trận trận oanh động, thì ra kiện bảo vật đầu tiên của hôm nay đã được mang lên. Hôm nay đúng là có rất nhiều cao nhân xuất hiện. Trong lúc oanh động này Phương Hàn lập tức cảm giác được hơn 10 cổ thần niệm cường đại, làm cho người ta hít thở không thông quét qua khoảng sân rộng. Bảo vật được một tấm gấm phủ lấy, trên mặt tấm vải gấm không ngờ lại phát ra ánh sáng lập lòe, không ngờ tấm vải này lại là một kiện hạ phẩm bảo khí là bảo bối gì mà phải dùng bảo khí che giấu. Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, mấy cỗ thần niệm cường đại kia cũng đều không phát hiện ra lai lịch vật bên trong. Phương Hàn rõ ràng cảm giác được trong mấy cỗ thần niệm cường đại kia có kim đan tiểu cự đầu, thậm chí còn có nhân vật cường đại hơn. Nhưng mà hắn cũng muốn xem dưới tấm gấm bảo khí kia che giấu vật gì, hắn cũng tập trung tinh thần vào hai mắt, lập tức loáng thoáng đã nhìn ra, phía dưới tấm gấm bảo khí này là một quả trứng rất lớn. Quả trứng lớn này, Phương Hàn lắp bắp kinh hãi bởi vì hắn hiện giờ cũng đang có một quả trứng giống như đúc, quả trứng mà hắn có là lấy được ở phía dưới vương tọa của thất diệp ma quân. Vật phẩm đấu giá đầu tiên của đại hội bán bảo đều là thứ tốt, là trọng tâm của cả vở kịch. Không biết dưới tấm gấm kia là cái gì? Hồng y nữ tử che mặt phiêu vân phỏng đoán. Một đại hội bán bảo thông thường, kiện bảo vật đầu tiên đem ra bán chính là chiếm vị trí quan trọng nhất, mọi người đều muốn có khởi đầu tốt đẹp. Nói chung một kiện bảo vật đầu tiên đem bán luôn có tác dụng áp trục. Hiện tại đại hội bán bảo vật lần này của thiên đạo các là một quả trứng lớn dùng một màn gấm bảo khí che lấy, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Đương nhiên người kinh ngạc nhất chính là Phương Hàn, bởi vì hắn cũng có một quả trứng giống y như vậy, mà ngay cả lão ngoan đồng như Diêm cũng không nhận ra quả trứng này rốt cuộc là của loại thần thú vĩnh cổ gì. Nhưng mà bên trong quả trứng lớn này có chứa sinh mệnh lực khiến cho Diêm hơi bị khiếp sợ. Hiện tại phía trên quả trứng lớn của Phương Hàn có giải đặc phù chú thiên ma, cũng không phải do thất diệp ma quân lưu lại mà từ hồi như ma thần cao thủ vẫn dụng phù chú để ấp quả trứng này, khiến cho quả trứng lớn này không ngừng hấp thu các loại năng lượng trong hư không. Quả trứng này rốt cuộc là thứ gì vậy? Trong lòng Phương Hàn mặc dù không có ý mua quả trứng lớn này, thế nhưng lại hết sức tò mò. Không riêng gì hắn, ngay cả tiểu cự đầu kim đan trong phòng như Liên Vân Tiên Tử cũng mở to hai mắt nhìn xem người của thiên đạo các giải thích như thế nào. Quả nhiên chỉ chốc lát sau một đạo hồng quang cực kỳ mãnh liệt hạ xuống trước bàn đấu giá, đạo hồng quang này thì ra là một vị tu sĩ mặc áo choàng đỏ, dáng người ngang tàng thân cao chín xích hai tay cũng màu đỏ không ngờ là một cao thủ kim đan xích thủ tiên người này gia nhập thiên đạo các từ lúc nào vậy phiêu vân thì thào lẩm bẩm tên cao thủ thần thông tầng thứ bảy kim đan cảnh có bàn tay màu đỏ trước đó trên giới tu đạo nổi danh là một tán tu lợi hại là một người gặp rất nhiều kỳ ngộ cùng tiên duyên trên con đường tu luyện trải qua hơn trăm năm thời gian đã tu thành kim đan thường độc lai like, độc vãng hiện tại lại gia nhập thiên đạo các phương hàn cũng nhớ lại trong chư thế giới có ghi lại một phần để tán dương đám người tán tu. Người này tu luyện tới kim đan, trong đó có ẩn chứa 20 loại thần thông. Trong chư thế giới có ghi người này tu thành kim đan chỉ trong vòng một giáp, điều này có thể thấy được Xích Thủ Tiên là một nhân vật lợi hại, thành danh chỉ trong vòng 60 năm trước. Chư vị, ngày này hàng năm thiên đạo các ta đều long trọng tổ chức đại hội bán bảo. Khó có được chư vị tới cổ vũ, kiện đồ vật đầu tiên hôm nay chúng ta muốn bán là một quả trứng thượng cổ kỳ thú. Trong lúc nói chuyện, Xích Thủ Tiên bắt lấy khăn gấm bảo khí, mạnh mẽ lật ra, Quả trứng lớn lập tức hiện ra trước ánh mắt mọi người. Một cỗ sinh mệnh lực kinh nhân lập tức tôn ra. Phương Hàn chỉ cảm thấy trong tinh thần xuất hiện một con kỳ thú cự đại thời thái cổ, hung hăng áp bách đến bản thân, chỉ trời đạp đất, có một loại cảm giác không thể nào chống lại xuất hiện trong đầu. Hắn không khỏi sinh ra một cỗ khiếp sợ nói: Sinh mệnh lực của quả trứng này lại có thể cường đại như vậy sao? May mắn quả trứng của mình đã được thiên ma dùng phù chú phong tỏa, bằng không chắc là ăn đủ rồi. Quả trứng này thật kinh người chỉ sợ là trứng rồng cũng không có cường đại như vậy. Đồ ngu, ngươi đã thấy quả trứng rồng nào bao giờ chưa mà nói. Giao long trong thiên hạ này cũng có rất nhiều loại, nhưng chính thức là thiên long, liệu có được bao nhiêu? Từ lúc thái cổ thời đại đã tuyệt tích rồi. Ngươi cũng không biết thì đừng có nói, ta đã có lần đi qua thái nhất môn, trong thái nhất môn có trứng rồng đó, nghe đồn đó là trứng thiên long, là thái cổ thiên long đó. Linh Lung phúc địa cũng có trứng của thần thú phượng hoàng, thậm chí còn có một con phượng hoàng thời viễn cổ đó. Viễn cổ phượng hoàng, tương đương với đại cự đầu trường sinh bí cảnh a trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều nghị luận xôn xao phương hàn cũng cảm giác được trong một ít phòng khách quý đám người đều dùng thần niệm cường đại trao đổi xem xét quả trứng kia rốt cuộc là trứng gì chư vị chắc hẳn đều muốn biết đây là quả trứng gì đúng không tại sao lại có sinh mệnh lực cường đại như thế xích thủ tiên nhìn qua quả trứng trên mặt cũng hiện ra một tia hâm mộ nói tiếp đây là một quả trứng của viễn cổ côn bằng đây là thánh thú trong truyền thuyết đó có thể hóa thành cá có thể hóa thành đại bàng. Khi hóa thành cá, chẳng khác gì là một hòn đảo trên biển, khi hóa thành đại bàng, chỉ cần hai cánh vũ nhẹ có thể bay xa chín nhàn dặm. Nghe đồn ở thời kỳ thái cổ hình thể của nó còn lớn hơn, có thể làm được cả một tòa cung điện trên lưng côn bằng, ngao du thái hư tinh không. Loại thánh thú này so với rồng còn lợi hại hơn. Đây thực sự là trứng côn bằng. Loại đồ vật này sao lại đem ra bán trừ? Chỉ sợ không có khả năng a, à, sớm đã bị trường sinh bí cảnh đem đi ấp rồi. Cũng không chắc loại thanh thu thái cổ này muốn ấp ra cũng cực kỳ gian nan. Cho dù ấp được cũng phải mất mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm mà chưa chắc đã phát triển được. Nó có thể ăn hết một môn phái tiên đạo à? Quả thật là như vậy, quả trứng này rất khó ấp, hoặc căn bản là không ấp nổi. Phương Hàn nghe mọi người nghị luận, trong lòng đã có thể đại khái đoán ra, hắn đương nhiên biết quả trứng lớn này rất khó ấp, hơn nữa cho dù ấp thành công, con thú nhỏ cũng không có năng lực gì, muốn có thì phải chờ mấy vạn năm, chờ khi nó lớn lên biến thành hình thể trưởng thành. Thế nhưng mấy vạn năm sau, cho dù là trường sinh bí cảnh cũng chỉ còn lại nắm cho tàn. Vậy thứ này còn có tác dụng gì? Lại còn lãng phí đại lượng nguyên khí, tài nguyên để đi ấp trứng, nuôi nấng nữa. Nhưng mà quả trứng lớn này cũng không phải đổ bỏ đi, không ấp được trứng, cũng có thể nhờ vào sinh mệnh lực cường đại trong đó luyện chế pháp bảo. Vân vân, đối với một ít huyền công ma đạo còn có thể làm dược liệu luyện chế đan dược. Đều có tác dụng không nhỏ. Quả trứng côn bằng này là một vị cự đồng ngao du tinh không cùng mấy vị ma thần tranh đoạt tới tay. Ở trên một ngôi sao không biết ra bao nhiêu ức vạn dặm, trên một tổ côn bằng có ba quả, người này đã cướp được một quả, còn lại hai quả vị hai vị thiên ma của ma thần cướp đi. Vị cự đầu kia bởi vì do nhu cầu cấp bách muốn mua một kiện bảo vật của thiên đạo các cho nên dùng quả trứng lớn này để đổi. Quả trứng lớn này tuy không thể ấp ra con, nhưng nếu để luyện chế một ít thượng cổ đan dược hoặc là tạo ra hạch tâm pháp bảo lại là một tài liệu vô cùng tốt. Xích thủ tiên chậm rãi mà nói. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hiểu rằng rất có khả năng quả trứng côn bằng mà mình đang có là một trong số ba quả trứng kia. Quả trứng côn bằng này giá khởi điểm là 3.000 vạn bạch dương đan. Mỗi lần ra giá là 100 vạn viên. Xích thủ tiên nói, có rất nhiều cao thủ trong lúc này im lặng như tờ, nhìn qua quả trứng lớn này, âm thầm nuốt nước miếng. Ba ngàn vạn là khái niệm gì? Một kiện hạ phẩm bảo khí của Phương Hàn cũng chỉ đổi được 30 vạn viên đan dược. Có thể mua trên 100 kiện. Không phải là cao thủ thần thông bi cảnh đặc biệt giàu có, toàn bộ trên người cũng chỉ có hơn 10 vạn viên đan dược mà thôi. 3.000 vạn đủ có thể mua được một môn phái tiên đạo trung bình A. Sư tỷ, quả trứng côn bằng này đối với chúng ta cũng có chút giá trị, liệu có nên ra giá hay không? Hồng y nữ tử che mặt phiêu vân tựa hồ cũng động tâm. 3.000 vạn thật sự là quá đắt, không mua được, nếu muốn mua thứ này khẳng định phải có ít nhất là 5.000 vạn. Liên Vân nghĩ một lát sau đó lắc đầu nói. Quả nhiên tình huống tiếp theo không ngoài dự đoán của Linh Vân tiên tử. 3.100 vạn, Người ra giá là một lão nhân ngồi ở phòng khách quý. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái liền nhận ra vị này chính là trưởng lão của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Không thể tưởng được lão nhân này cũng có tài phú lớn như vậy. Hơn 3.000 vạn viên đan dược cứ như vậy thuận miệng mà hô. Cũng phải cần có dũng khí cùng với tài lực khổng lồ sau lưng trèo chống mới có thể làm vậy. 3.500 vạn. Tại dân khách quý phía Tây, một đại hán trực tiếp hô giá. Phương Hàn cũng không nhìn kỹ, nhưng hắn cảm nhận được đại hán kia là cao thủ cấp bậc thần thông thất trọng kim đan. 3 vạn. Phương Hàn lại thấy nam tử yêu dị nghi là đại thiên ma vương toàn thân hắc bào tay cầm quyền kia hô giá. Bốn ngàn vạn. Lúc này một thanh âm thanh thúy giống như thanh âm thiếu niên từ phòng khách quý phía bắc truyền tới, lại là một người còn rất trẻ, tựa hồ như chỉ 13, 14 tuổi, một thân bạch y, thần sắc bình thản, thế nhưng gân cốt vô cùng tốt, tựa hồ như tất cả thiên địa đều tập trung vào trên người vị thiếu niên này. Khí tức trên thân thiếu niên này loáng thoáng làm cho người ta thấy có một loại tư vị thâm bất khả chắc, tựa hồ như khí tức mênh mông giống như tinh không vũ trụ không thể tưởng được mạnh thiểu bạch của vũ hóa môn cũng tới hắn tựa hồ như đã đột phá tới kim đan cảnh giới tiến vào một tầng thứ mới mấy năm trước ta nghe nói người này xuất môn du lịch muốn ngưng kết thành kim đan không thể tưởng được sau hơn một năm hắn lại ngưng kết thành công kim đan mà còn siêu việt hơn kim đan chỉ sợ đã là thần thông bát trọng phong hỏa đại kiếp cao thủ liên vân tiên tử nhìn thiếu niên này cũng lắp bắp kinh hãi hắn chính là mạnh thiểu bạch là thiên tài của vũ hóa môn ta nhưng mà thiên tài cũng không lạ thế nhưng sao hắn lại có lượng tài phú lớn như vậy? 4.000 vạn viên đan dược. Nếu không phải ta mua được mảnh vỡ của thế giới chi thụ, cũng đừng hòng ngưng kết được số lượng đan dược lớn như thế. Phương Hàn lúc này mới biết, tên thiếu niên áo trắng 13-14 tuổi kia lại là mạnh thiểu bạch thiên tài của vũ hóa môn, chiếm được ngũ hành linh căn. 4.100 vạn. Lại là thanh âm truyền tới từ trong phòng khách quý. Phương Hàn đang muốn nhìn xem là ai. Mạnh thiểu bạch đã mở miệng. 4.500 vạn. Làm cho Phương Hàn lại chấn kinh nhìn tư thái của Mạnh Thiểu Bạch, đối với 4.500 vạn viên đan dược, một số cự đại tài phú như vậy đối với hắn giống như hít một ngụm không khí vậy. Điều này có thể thấy được kẻ này thật sự là có tài phú cực lớn. 4.600 vạn. Một thanh âm vang lên, nhưng lại là Liên Vân Tiên Tử. Nàng tự hồ như muốn thử. 5.000 vạn. Quả nhiên Mạnh Thiểu Bạch không chút do dự hô lên, làm cho tất cả mọi người ở toàn trường khiếp sợ. Giá cả như vậy có thể mua được một kiện tuyệt phẩm bào khí. Toàn trường lặng ngắt như tờ cuối cùng quả trứng côn bằng này bị hắn mua đi. Hắc hắc, xem ra Mạnh Thiểu Bạch cũng là người có kỳ ngộ, rất có thể đựng động phù thượng cổ có đại năng gì đó, giống như Hoa Thiên Đô, nhưng mà cho dù hắn chiếm được kỳ ngộ cũng là miệng ăn núi lở. Không thể so với ta mỗi ngày đều có tài phú cự đại cuồn cuộn không ngừng. Đợi một thời gian nữa ta dùng tài phú để chết người này cũng không phải việc khó. Phương Hàn thầm nghĩ, đại hội bán bảo đúng là đưa ra một vật mở màn rất đặc biệt, trứng côn bằng đã được mua. Ngay sau đó, chính là kiện bảo vật thứ hai, là chín cái hồ lô lớn, bên trong có chứa cửu dương thánh thủy. Cửu dương thánh thủy mặc dù là thứ tốt, thế nhưng cũng không phải là thứ hiếm thấy, các tiên đạo đại môn phái đều có. Phương Hàn chỉ trả giá hơi cao một chút, với 200 vạn viên đan dược đã mua được. Mạnh Thiểu Bạch cũng không có xuất thủ, tự hồ như đối với thứ này không có hứng thú. Phương Hàn vừa thu được cửu dương thánh thủy lập tức liền đổ hết vào bên trong hoàng tuyền đồ, để diêm nuốt hết. Sau khi diêm ăn xong, hào quang lập tức lập loè trên thân thể, thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn tự hồ còn gia tăng thêm một chút lực lượng, nhưng mà cũng không đủ đột phá cảnh giới. Cửu dương thánh thủy quá ít, muốn ta đột phá cảnh giới, chỉ với chút này thì còn xa mới đủ. Tiếp tục xem kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí đi. Nếu như là tuyệt phẩm bảo khí, cùng với hấp thu cửu dương thánh thủy, ít nhất số lượng lớn cỡ hồ nước, lúc này mới có thể khiến ta phá tan cảnh giới. Diêm vẫn chưa thỏa mãn nói. Một kiện tuyệt phẩm thuần dương bảo khí trong đó ẩn chứa lực lượng rất lớn cửu dương khí không thể tưởng tượng nổi, tỉ như nhật nguyệt ngũ tinh trạc, trước sau tổng cộng hấp thu mấy giác cửu dương thánh thủy động lại lại tái luyện, phải cần rất nhiều số lượng thánh thủy. Lần đó Diêm Thoáng cái tăng lên tới thiên nhân cảnh, cũng là bởi vì uống thứ nước giống như cửu dương thánh thủy của Thất Diệp Ma Quân mới phát sinh hiệu quả lớn như vậy. Sau này mỗi lần tăng lên một trọng cảnh giới, cần phải có cửu dương thánh thủy nhiều hơn lần trước, nếu như tu luyện tới trường sinh bí cảnh, chỉ sợ một con sông lớn mới thỏa mãn được nó. Thực lực lúc đầu của Diêm Chính là trường sinh bí cảnh cao thủ. Hiện tại muốn khôi phục cảnh giới đang bị trói buộc, phải cần có đủ thuần dương khí, sẽ trực tiếp thăng tiến. Nhưng mà một dòng sông cuồn cuộn cử dương thánh thủy như vậy cho dù là thái nhất môn cũng không có. Đối với tu luyện giả bình thường mà nói cửu dương thánh thủy là vật phẩm thập phần chân quý, đối với trường sinh bí cảnh tuy không tính là gì, thế nhưng muốn đại lượng để luyện chế lại hao phí rất nhiều công phu. Diêm hiện tại muốn khôi phục thực lực trường sinh bí cảnh, nhất định phải hấp thu linh khí tiên giới sau đó lấy ra cửu dương thánh thủy, tối thiểu cũng phải mất một giáp mới có thể làm được. Nếu không vậy đừng mơ thành công. Hiện tại cơ hội duy nhất của nó chính là các loại bảo vật thuần dương. Khi Phương Hàn bước chân vào trường sinh bí cảnh trở thành vãn cổ cự đầu, rồi chậm rãi trợ giúp nó khôi phục, còn lại tất cả đều như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề căn bản. Nhưng mà thoáng cái khôi phục hoàn thương thế, biến thành long tinh hổ mãnh, Diêm cũng đã rất hài lòng rồi. Phương Hàn, ngươi xem, đâu giá phía dưới là thứ đồ mà ngươi muốn đó, cửu thiên tức những tinh. Đây là thứ đồ mà so ra còn lợi hại hơn cả sơn thần châu, thời thượng cổ. Người ta dùng nó để trị thủy, một nắm những tinh là có thể hóa thành một cái đập lớn vạn trượng, ngăn cản hồng thủy tràn vào. Bảo bối này là tài liệu tốt nhất để luyện chế thổ hệ pháp bảo, sau khi luyện thành chuyên môn dùng để khắc chế thủy hệ thần thông. Diêm đột nhiên kêu lên, nguyên lai like trên sân lúc này đã bắt đầu bán ra pháp bảo thứ ba. Là một chút tổ tinh xa, nhìn cũng không có gì đặc biệt hơn thổ hệ nguyên khí, thế nhưng nếu như là người có tinh thần lực cực mạnh có thể cảm ứng được thổ tinh ra trên cái khay nho nhỏ kia lại chính là một tòa cự sơn bao la hùng vĩ thời thái cổ cử thiên tức những tinh là vật thái cổ có đại năng dùng để trị thủy nắm lên tiện tay vung ra có thể hóa thành đập lớn vạn trượng ngăn cản hồng thủy ngập trời trong mấy ngàn năm mấy vạn năm đời đời kiếp kiếp bá tánh trăm họ được an cư lạc nghiệp không lo sợ lũ lụt tai ương thế nhưng đối với cao thủ thông thường dùng thuật để ngăn cản thủy tai tạm thời chỉ có thể tu kiến đập nước không tới vài năm lại sẽ bị vỡ chư vị chắc hẳn cũng biết đây là thổ hệ thánh vật cửu thiên tức những tinh. Loại thánh vật này chẳng những là bảo bối tốt nhất để tu luyện thổ hệ thần thông, mà tác dụng lớn nhất chính là để gia cố động phủ, bồi dưỡng linh dược. Nếu như một người dùng cửu thiên tức những tinh dung nhập vào động phủ của mình, có thể gắn liên lạc với đại địa không gì phá nổi. Chẳng những người khác đánh lên không có hiệu quả, mà hơn nữa nếu dung nhập vào trên núi trồng linh dược, phẩm chất cùng tốc độ tăng trưởng sẽ tăng lên vô số lần. Giá khởi điểm là 500 vạn viên đan dược. Mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Sách thủ tiên giới thiệu xong chỗ tốt của cửu thiên tức những tinh, khiến rất nhiều người âm thầm gật đầu, biết lời này không phải là giả. Chỗ tốt nhất của loại bảo bối này chính là tu kiến động phủ, tỉ như luân hồi phong của Phương Hàn nếu như có cửu thiên tức nhưỡng tinh dung nhập vào, sản lượng cùng chất lượng của linh dược đều tăng vọt, càng lợi hại hơn chính là ngọn núi đó không gì có thể phá nổi. Cho dù là cao thủ cao hơn hắn vài cảnh giới đến đánh cũng vẫn sừng sững bất động, có thể nói là tường đồng vách sắt, lợi hại hơn nữa chính là tu luyện trong thời gian dài, trong ngọn núi sẽ sinh ra mộ thổ thần lôi địch nhân tới đánh nó sẽ tự động ngưng kết thành đại địa nguyên khí ma sát sấm chớp dung núi hàng yêu trừ ma đánh đâu thắng đó không gì cả nổi nhưng mà mới mở miệng ra chính là 500 vạn viên linh đan so với sân thần châu còn đắt hơn gấp đôi cũng không phải người bình thường có thể mua được phương hàn chính là cần vật này hắn không khách khí phất tay nói 510 vạn 520 vạn ngay sau đó một người ở phía dưới hô lên phương hàn nhìn xuống là một người thần thông bí cảnh tầng thứ ba nguyên cương cảnh đã luyện thành cương khí người này đang nghiến răng nghiến lợi tự hồi như muốn cho tất cả mọi người thấy hắn muốn mua bảo bối này vậy. Phương Hàn cười cười nhìn ra tên này tu luyện chính là thổ hệ thần thông, hơn nữa cương khí đã đại thành, nếu như có được cửu thiên tức những tinh này, tinh tế tìm hiểu nói không chừng sẽ khiến cương khí lột sắc từ từ mà tiến vào thần thông để tứ trọng âm dương cảnh. Sau này tìm hiểu âm dương chi biến còn cách thiên nhân cảnh cũng không xa. Nhưng mà Phương Hàn biết, tên này sẽ không mua được thứ bảo bối cửu thiên tức những tinh kia, không có tài lực mạnh mẽ duy trì, động đến chuyện gì cũng vạn phần khó khăn quả nhiên kế tiếp trong một gian phòng khách quý vang lên tiếng hô, 550 vạn. Tên tam trọng cương khí cảnh kia liền ỉu xìu rũ lơ ngồi xuống, hiển nhiên 520 vạn đã là tài lực cực hạn của hắn. 560 vạn. Phương Hàn bắt buộc phải ra giá. 570 vạn. Lại một tiếng hô nữa từ phòng khách quý vang lên, người này mặc ngân sắc trường bào, trên mặt theo đầy hình tiểu kiếm kim sắc. Ngân sắc trường bào lập lòe bất định, kiếm khí bốc người, tựa hồ như tùy thời đều muốn phá không bay ra, bố trí thành kiếm trận giết chết người ta vậy khí thế cực kỳ sắc bén. Vạn kiếm pháp bảo. Phương Hàn biết, đây là một kiện tuyệt phẩm bảo khí trong chư thế giới có ghi lại, mặc dù không có lợi hại như Ngũ Ngục Vương đỉnh cùng Ma Đao huyết thương khung, nhưng cũng là một kiện pháp y cực kỳ mạnh mẽ, chính là vật của Thông Thiên kiếm phái. Không hề nghi ngờ gì, đạo nhân này là nhân vật nhất cấp đại trưởng lão của Thông Thiên kiếm phái. 600 vạn. Mạnh Thiểu Bạch lên tiếng, khiến Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Hắn biết Mạnh Thiểu Bạch tài lực dư thừa, kiện bảo vật thứ nhất là trứng côn bằng 5000 vạn viên đan dược hắn cũng mua, Hiện tại 600 vạn cũng chỉ là con số nho nhỏ mà thôi, hắn cũng không muốn cùng Mạnh Thiệu Bạch lãng phí tài lực, nhưng mà cửu thiên tức những tinh lại khó có được. Hiện tại ngũ đế đại ma thần thông của hắn chỉ có thanh đế mộc hoàng công là đại viên mãn, sinh ra ất mộc thần lôi, xích đế hỏa hoàng khí, bạc đế kim hoàng trảm, hắc đế thủy hoàng quyền cũng đã có chút thành tựu. Duy chỉ có hoàng đế thổ hoàng đạo thật sự là quá yếu ớt, nếu như có được cửu thiên tức những tinh này, ngũ đế đại ma thần thông có thể cấu thành tiểu ngũ hành tuần hoàn, uy lực tăng lên rất nhiều, không chút nào thua kém 28 loại đại thần thông cả. Hơn nữa thân thể hắn lại lần nữa được lột xác. Nếu như toàn bộ ngũ đế đại ma thần thông đều đại viên mãn mà nói, sinh ra ngũ hành thần lôi như vậy uy lực tuyệt đối vượt qua hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai thậm chí cả vô thượng cấp bậc thần thông đại thiết cát thuật có thể sánh cùng với môn thần thông lợi hại nhất thái nhất môn là mạt nhật thiên tai, thậm chí còn lợi hại hơn. Nhưng mà muốn tu luyện viên mãn ngũ đế đại ma thần thông không biết phải tốn bao nhiêu ngũ hành tinh khí. Cho dù tìm được năm loại linh vật thái bạch kim tinh thạch, vạn trọng thủy nhu tinh, bính hỏa lô trạch xa, cửu thiên tức những tinh, thanh long bổ dương mộc cũng còn xa mới thành. 610 vạn. Phương Hàn cẩn thận từng ly từng tí ra giá. 620 vạn. Đạo nhân vạn kiếm pháp bào cũng tăng thêm 10 vạn nữa. 630 vạn. Lần đầu tiên khi cùng Phương Hàn đấu giá, người trung niên mặc áo choàng mang tinh quan trên đầu, vị thủy tinh động thiên ngồi trong phòng khách quý kia hô giá. 650 vạn. Mạnh Thiểu Bạch hô lên. 660 vạn. Phương Hàn vẫn như trước không nhanh không chậm, cũng không đột ngột tăng giá, chẳng qua là chậm rãi từ từ, một bộ như mềm mại từ từ tăng giá. 700 vạn. Mạnh Thiểu Bạch mạnh mẽ lên giá. 710 vạn. Phương Hàn thở dài một hơi, tự hồ nếu như Mạnh Thiểu Bạch tiếp tục tăng giá, hắn sẽ bỏ cuộc. Mấy người còn lại thấy Mạnh Thiểu Bạch kêu giá như vậy, thoáng cái tăng lên 100 vạn, tựa hồ muốn dứt khoát tranh đoạt. Thiếu niên áo trắng này một lần ra giá 5000 vạn mua một quả trứng côn bằng, cho nên kiến thức được sự lợi hại của hắn. 800 vạn quả nhân mạnh tiểu bạch thoáng cái tăng lên trăm vạn tuyệt đối không dài dòng tự hồ muốn dùng tài lực hùng hậu đánh bật các đối thủ cạnh tranh khí thế như vậy quả thực rất ít người có thể kháng được 810 vạn phương hàn trầm giọng nói một ngàn vạn mạnh thiểu bạch lít mắt nhìn phương hàn tự hồ có phần không kiên nhẫn được mạnh mẽ hô ra vài chữ sau đó thần sắc trở lại bình thường một ngàn linh một vạn phương hàn lại lần nữa báo giá thế nhưng trong lòng cực kỳ khó chịu nếu không phải mạnh thiểu bạch có 800 vạn viên đan dược mua đồ hiện tại cũng không biết nhiều ít thế nào. một ngàn năm trăm vạn. mạnh thiểu bạch vuốt vuốt ngón tay rồi vỗ tay phát ra tiếng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. phương hàn đang muốn ra giá thêm 10 vạn, đột nhiên trong một căn phòng khách quý khác truyền tới thanh âm ba ngàn vạn, ta mua. thanh âm này có vẻ non nớt, tựa hồ như là một hài tử còn rất nhỏ. chẳng những phương hàn mà ngay cả mạnh thiểu bạch cũng lắp bắp kinh hãi, đối phương trực tiếp hô giá ba ngàn vạn, đã vượt rất ra giá trị thực của cửu thiên tức nhưỡng tinh, hơn nữa thoáng cái tăng thêm gấp đôi. So với Mạnh Thiểu Bạch đã mạnh còn mạnh hơn nữa, núi cao còn có núi cao hơn. Lập tức Phương Hàn không thèm hô giá nữa, hắn biết mình dù liều mạng thế nào cũng không thể đấu lại được với người vừa hô giá kia. Mà trên mặt Mạnh Thiểu Bạch tự hồ hiện ra một tia cười lạnh, liên tục hướng phía căn phòng phát ra thanh âm hô giá nhìn qua. Nhưng mà căn phòng khách quý kia lại bị một mảnh quang hoa phong tỏa, bất luận là ánh mắt của ai cũng không nhìn thấu, đám người đều biết căn phòng đó bị lực phong bế rồi. Rốt cuộc đó là ai? Trong lòng Phương Hàn suy nghĩ. Trung Quy hắn cảm thấy thanh âm này tựa hồ có phần quen thuộc, dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Ba ngàn vạn, đã không cần thiết phải mua Cửu Thiên Tức những tinh này nữa. Liên Vân Tiên Tử cũng lắc đầu. Lúc này quả nhiên không có bất kỳ người nào hô giá nữa, Cửu Thiên Tức những tinh bị bưng xuống dưới, Phương Hàn chỉ có thể nhìn mà thôi. Nhưng mà khiến hắn không tưởng được chính là, mảnh rèm căn phòng mình khẽ động, thập tam nương, Lục Mi còn có một lão giả thân hình cao lớn uy mãnh chẳng qua là lương hơi gù đi vào, trong tay cầm một cái khay, trên mặt đúng là Cửu Thiên Tức những tinh Phương lãnh chân nhân, không thể tưởng được ngài lại kết giao tứ phương. Đây là cửu thiên tức những tinh mà vị khách ở phòng khách quy số 99 mua cho ngươi, mới ngươi nhận lấy đi. Thập Tam Nương nói. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.